Video UAV Nga phá hủy pháo ngụy trang của Ukraine Nga đổi chiến thuật, siết chặt vòng vây Ukraine ở pháo đài Donetsk. Tổng thống Ukraine bổ nhiệm tư lệnh lục quân mới. Israel tính đổ bộ nơi ẩn náu cuối cùng ở Gaza. Hamas cảnh báo rắn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhập viện giao quyền hạn cho Thứ trưởng. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với các tin tức thế giới trên kênh youtube Thế giới nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới dành cho quý vị khán giả. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh các máy bay không người lái UAV của nước này tấn công, phá hủy các khẩu pháo ngụy trang của quân Ukraine. Nhà chức trách Nga cho biết UAV trinh sát Zala của các lực lượng Moscow đã phát hiện hai khẩu lựu pháo M777 và một khẩu pháo D-30 được ngụy trang của Ukraine. Bình lính Moscow sau đó đã dùng các UAV cảm tử Lancet mang đạn dược tập kích trực tiếp làm nổ tung khí tài của đối phương. Thời gian và địa điểm chính xác của vụ tấn công không được tiết lộ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này ngày càng sử dụng nhiều UAV trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Những UAV như vậy được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ trinh sát, theo dõi, nhận diện mục tiêu đến tấn công chính xác và thu thập thông tin tình báo. Tướng Ukraine nhận định Nga đang thay đổi chiến thuật nhằm mục tiêu giành thành trì Abdiqa của Kyiv sau nhiều tháng vây bọc. Kênh Military Summary đưa tin, Nga cuối cùng đã chính thức cắt Abdiqa thành hai phần và đã hoàn thành việc tạo ra nồi hầm. Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết lực lượng vũ trang Ukraine không có kế hoạch rút lui mà sẽ tử thủ và cố gắng giải vây pháo đài. Theo một chỉ huy cấp cao của Ukraine, Nga đang tăng cường số lượng xe bọc thép và bổ sung ngày càng nhiều các nhóm thiết giáp để tấn công các nhóm bộ binh xung quanh Abdiivka. Truyền tướng Oleksandr Tanavsky nhận định, Nga vẫn đang tăng cường nỗ lực cắt đứt tuyến tiếp tế hậu cần của Ukraine tại cánh phía bắc Abdiivka. Nếu giành được Avdivka, Nga sẽ mở rộng đáng kể các hoạt động chiến đấu, gây nguy hiểm cho Ukraine ở khu vực lân cận và có thể mở đường cho Moscow tới Konstantinivka, một thành trì khá quan trọng khác của Kiev. Xe tăng T-90M của Nga mới đây đã phóng thành công tên lửa 9M119M1 Invam vào một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ cung cấp cho Ukraine từ khoảng cách 4.815 mét. Tên lửa 9M119M1 Invam là biến thể của tên lửa 9M119 Sphere và 9M119M Reflex của Liên Xô. Tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser với độ dài 69 cm, nặng 17,2 kg. Tên lửa 9M119M1 Invam có thể di chuyển với tốc độ 350 m/s, tầm bắn tối đa 5 km. Phạm vi mở rộng này cho phép xe tăng tấn công hiệu quả các mục tiêu ở khoảng cách xa gấp đôi so với mục tiêu có thể đạt được bằng đạn pháo 125mm truyền thống. Để nâng cao hiệu quả, tên lửa Invam có đầu đạn có khả năng xuyên thủng lớp giáp dày tới 900mm. Tên lửa 9M119M Inva được ra mắt vào năm 1992. Các biến thể 9M119MF và 9M119F1 là tên lửa dẫn đường công phá cao. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 2 đã ký xác lệnh bổ nhiệm cựu Thứ trưởng Quốc phòng Oleksandr Pavliuk làm tư lệnh lục quân nước này. Tướng Oleksandr Pavliuk từng đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Quốc phòng trong một năm đã được lựa chọn để thay thế cựu tư lệnh lục quân tướng Oleksandr Syrsky sau khi ông này được thăng chức làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang của Ukraine trong tuần này. Trước đó, hôm 10 tháng 2, Tổng thống Ukraine công bố quyết định bổ nhiệm 5 vị trí cấp cao trong quân đội, tạo nên hàng ngũ mới nhằm củng cố, tăng cường năng lực quốc phòng của Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài gần 2 năm. Bước sang năm 2024, Ukraine đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong cuộc xung đột với Nga, bao gồm tình trạng thiếu hụt nhân lực, trang thiết bị, khí tài quân sự và nguồn viện trợ, hỗ trợ quân sự từ Mỹ bị gián đoạn truyền thông Nhật ngày 11 tháng 2 dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Nhật Bản sẽ cam kết viện trợ 15,8 tỷ yên, tương đương với 106 triệu đô la Mỹ cho Ukraine tại một hội nghị được tổ chức ở thủ đô Tokyo vào ngày 19 tháng 2. Nguồn tài trợ này sẽ được sử dụng để tái thiết trong 7 lĩnh vực, bao gồm nông nghiệp và xử lý đống đổ nát. Dự kiến buổi hội nghị có sự tham gia của Thủ tướng Fumio Kishida và Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cùng với đại diện chính phủ và ngành của hai nước. Trước đó vào tháng 12 năm 2023, Nhật Bản đã cho biết họ sẽ chuẩn bị chuyển tên lửa phòng không Patriot sang Mỹ. Nhật Bản mặc dù không cung cấp vũ khí trực tiếp cho Ukraine, tuy nhiên hành động vận chuyển tên lửa đến Mỹ có thể gián tiếp mang lại lợi ích cho Ukraine bằng cách tăng cường khả năng của Washington trong việc cung cấp viện trợ quân sự cho Kiev. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khi tranh luận với cựu thủ tướng Áo Wolfgang Schüssel đã đưa ra nhận xét quyết định địa chính trị tốt nhất của Ukraine là sẽ trở thành một vùng đệm giữa Nga và phương Tây, theo những thỏa thuận được thực hiện nhằm đảm bảo an ninh trong tương lai của đất nước. Thủ tướng Orbán không đồng tình với quan điểm của ông Strusen rằng cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể được giải quyết nếu việc bắt đầu ngay các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU và NATO chung với thời điểm bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn. Vì lãnh đạo Hungary lưu ý, dù chúng ta có thích hay không, dù người Ukraine có thích hay không, Ukraine vẫn có trên bản đồ vị trí của nó. Viễn cảnh tốt nhất cho việc này là hình thành một vùng đệm giữa Nga và phương Tây, tất nhiên là với sự đảm bảo về an ninh. Nếu không, theo Thủ tướng Orbán, Ukraine sẽ mất đất và người Nga sẽ hủy diệt Ukraine hết lần này đến lần khác. Ông nhấn mạnh rằng Moscow sẽ không bao giờ chấp nhận một thành viên EU và NATO như Ukraine ngay trước cửa nhà mình. Ông Orbán cũng bác bỏ lập luận của cựu Thủ tướng Strussen rằng lệnh ngừng bắn có nghĩa là Ukraine trên thực tế sẽ thất bại. Nhấn mạnh rằng điều này phụ thuộc vào cách mỗi người nhìn nhận tương lai vì Kiev có thể mất thêm lãnh thổ. Theo Thủ tướng Hungary, EU cũng không có khả năng cung cấp cho Ukraine đủ vũ khí và tiền bạc, đồng thời nói thêm rằng công dân của khối này không hài lòng vì chính phủ của họ ngày càng hỗ trợ tài chính nhiều hơn cho Ukraine liên quan đến xung đột ở Trung Đông, ngày 12 tháng 2, phong trào vũ trang Hamas ra thông báo khẳng định việc Israel tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza sẽ phá hủy mọi nỗ lực đàm phán trao đổi con tin. Hiện vẫn còn hơn 130 con tin người Israel bị giữ ở giải Gaza. Hamas muốn ngừng bắn 135 ngày để trao trả con tin, nhưng Israel chưa đồng ý. Ngày 11 tháng 2, Hamas thông báo có thêm hai con tin thiệt mạng và tám người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel. Tình hình ở giải Gaza ngày một căng thẳng hơn sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu quân đội nước này sẵn sàng tiến hành chiến dịch truy quét Hamas ở thành phố Rafah, giáp biên giới Ai Cập. Rafah là nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine sinh sống tại giải Gaza, nơi đây đã tiếp nhận khoảng một nửa trong tổng số 2,2 triệu dân Palestine, cung cấp cho họ chỗ ở và thức ăn kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra hồi tháng 10 năm 2023. Nhà Trắng ngày 11 tháng 2 cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tuyên bố Israel không nên tiến hành một chiến dịch quân sự ở Rafah mà không có kế hoạch đảm bảo an toàn cho khoảng một triệu người đang trú ẩn trong khu vực. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo đối thoại sau khi ông Biden cho rằng phản ứng của Israel đối với khu vực Gaza là quá mức. Trước đó phát biểu trong buổi phỏng vấn chương trình The Week của đài ABC phát sóng ngày 11 tháng 2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết 132 con tin Israel còn lại bị giam giữ ở Gaza là đủ để biện minh cho cuộc chiến của Israel tại khu vực này. Thủ tướng Netanyahu nêu rõ, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức để đưa tất cả những người còn sống trở về và cả thi thể của những người thiệt mạng. Đề cập số lượng con tin còn sống, ông Netanyahu khẳng định đủ để chứng thực những nỗ lực mà Israel đang thực hiện. Bên cạnh đó, Ông Netanyahu cũng khẳng định Israel đã nỗ lực hết mình để giảm thiểu thương vong cho dân thường, đồng thời đưa ra thống kê là cứ mỗi chiến binh Hamas bị tiêu diệt ở Gaza thì có một thường dân Palestine thiệt mạng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa cho biết, họ đã phát hiện một lối dẫn đến một đường hầm khủng bố của Hamas và một trung tâm dữ liệu bí mật bên dưới trụ sở của cơ quan Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine tại thành phố Gaza. Trước đó, người trong trụ sở này đã đi sơ tán lối dẫn vào đường hầm nằm gần một trường học do Liên Hợp Quốc tài trợ, trong khi đó đường hầm dài khoảng 0,8m và sâu khoảng 18,2m. <laughs> truyền thông Palestine đưa tin, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến thủ đô Doha ngày 11 tháng 2 để thảo luận với quốc vương Qatar Sayyid Tamim bin Hamad Al Thani về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Cùng ngày 11 tháng 2, trong phát biểu với đài truyền thanh Palestine, đại sứ Palestine tại Qatar, ông Munir Ghanam cho biết Tổng thống Abbas và quốc vương Qatar sẽ bàn về những nỗ lực nhằm đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn ở Gaza với Israel và các biện pháp tăng viện trợ cho 2,3 triệu người Palestine đang sinh sống trên giải đất đang bị phong tỏa ven Địa Trung Hải. Theo ông Ghanam, Qatar đóng một vai trò quan trọng trong các nỗ lực hòa giải quốc tế nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trong đó, sự phối hợp với Đô Hà cũng như với Ai Cập có tầm quan trọng đặc biệt để chấm dứt hành động chống lại người dân Palestine. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, tướng Yehia Rasul, phát ngôn viên quân sự của thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani vừa cho biết chính quyền Iraq đã nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ về tương lai của liên minh quân sự quốc tế chống tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng do Washington dẫn đầu tại nước này. Theo ông Rasul, các cuộc thảo luận đã đánh giá mối nguy hiểm do IS gây ra, cũng như môi trường hoạt động và khả năng của các lực lượng vũ trang Iraq. Trên cơ sở các cuộc họp này, một thời gian biểu sẽ được xây dựng để nghiên cứu và cắt giảm dần dần quân số của các lực lượng thuộc liên minh quốc tế chống IS cho đến khi kết thúc nhiệm vụ. Ông Russell lưu ý rằng nếu không có gì làm gián đoạn các cuộc đàm phán, các cuộc họp sẽ thường xuyên được tổ chức để hoàn tất công việc của ủy ban quân sự tối cao chung một cách nhanh nhất có thể. Liên quan tới cuộc bầu cử tại Mỹ, vấn đề tuổi tác của hai ứng cử viên hàng đầu là tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu tổng thống Mỹ Donald Trump lại nóng trở lại sau báo cáo của công tố viên đặc biệt robert hùa về cách xử lý thông tin mật của tổng thống biden báo cáo của công tố viên đặc biệt robert hùa đã mô tả tổng thống mỹ là một người đàn ông lớn tuổi có thiện trí và trí nhớ kém người đã suy giảm năng lực khi tuổi càng cao báo cáo được đưa ra vào thời điểm ông biden hai lần đề cập đến các cố lãnh đạo châu âu như thể họ vẫn còn sống và gọi nhầm tổng thống ai cập là tổng thống mexico khi được phóng viên hỏi về vấn đề tuổi cao tổng thống mỹ đã có những đáp trả khá gai gắt đồng thời khẳng định bản thân vẫn ổn về phần mình ông trump đã nhanh chóng tìm cách lợi dụng báo cáo của công tố viên để chỉ trích đối thủ hàng đầu của mình tuy nhiên cả ông biden và ông trump gần đây cũng phải đối mặt với sự hoài nghi của các cử tri liên quan đến vấn đề tuổi tác nhiều người cho rằng cả hai ứng cử viên nên trải qua các bài kiểm tra để đánh giá tình trạng sức khỏe giúp các cử tri có thể yên tâm hơn ngoại trừ một trận địa chấn chính trị nước Mỹ dường như đang sẵn sàng cho khả năng có một tổng thống già nhất trong lịch sử khi cả hai ứng cử viên hàng đầu hiện nay đều sẽ ngoài 80 tuổi sau khi kết thúc nhiệm kỳ tiếp theo. Theo truyền thông sở tại, ứng cử viên của Liên minh Quốc gia Trung hữu cầm quyền Alexander Stubb đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Phần Lan ngày 11 tháng 2. Với 92% số phiếu được kiểm, Đài truyền hình quốc gia Ile dự đoán cựu Thủ tướng Stubb sẽ nhận 51,4% phiếu bầu, trong khi ứng cử viên Đảng Xanh, Pekka Havisto nhận được 48,6%. Ông Havisto đã nhận thất bại và chúc mừng ông Stubb đã thắng cử. Chúc mừng vị tổng thống thứ 13 của Phần Lan, ông Alexander. Ông Stubb từng là thủ tướng Phần Lan trong giai đoạn 2014-2015, trong khi ông Havisto cũng từng giữ một số chức bộ trưởng trong nội các. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 11 tháng 2 đã phải nhập viện vì vấn đề về bàng quang. Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Austin đã mang theo các hệ thống liên lạc mật vào viện và tiếp tục làm việc như bình thường. Tuy nhiên, vài giờ sau, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Pat Ryder thông tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã chuyển giao quyền hạn cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks. Ông Austin dự kiến tới Bruxelles để tham dự cuộc họp của nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine vào ngày 14 tháng 2 hiện chưa rõ liệu việc ông phải nhập viện điều trị có ảnh hưởng đến kế hoạch công du đó hay không. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.